chiều nhau để đưa để đánh nha. Rồi sẵn sàng chưa? Rồi chốt. Không nha, chưa chốt. À cái con này sai rồi, con này sai rồi. Con này sai chưa, chưa hiểu lắm rồi. Đánh này không tính nha. Chúng con chỉ được chạy sát cái đường dây này thôi. Sao bạn cứ đi cùng cùng vào nhau vậy? Chia ra mới đi được chứ. Rồi 1, 2, 3 đổi sân. Rồi 1 rồi đúng rồi, vô. Rồi ok. Bên này được 1 trái phải không? Ở ngoài kia, đội ngoài kia buộc dây sẵn sàng cho thầy nào. Đội ngoài kia nhanh lên. Các anh chị ban tổ chức buộc dây vô cho thầy. Đã xếp hàng hai dọc đi. Ngoài đó buộc dây vô. Rồi khoan. Đừng có chạy ra, Ok, rồi hai, tại hai điều. Rồi chưa được, chưa hết hết biển, và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại sân vận động. Vâng, vào rồi, vào chưa? Đây là một trận đấu có thể nói là bất ổn. Khi mà hôm nay anh em chúng tôi, tình huống viên chúng tôi nhận thấy trên sân vận động hôm nay một nồi các cổ động, một nồi các vận động viên. Rồi, bắt lên sân rồi. Vâng, và bây giờ lại tiếp tục thời gian thi đấu, mặc dù nắng nóng nhưng các cầu thủ vẫn vâng nguy hiểm quá, vào không? Cái này chưa mới tính được bởi vì chúng con đứng xa quá. Đúng rồi, bóng lên cao quá rồi. Chúng con phải đứng xa. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Một tám đều hô một thì tất cả mấy nhé, tất cả đều hô một cái là gì chứ, đưa quả tới nhá. 1, 2, 3, 1. Rồi, bắt đầu đưa liền nhá. Rồi, 2, 3. Yo ta. Trời ơi, nhảy gì đến mấy này chậm quá. Cả đội á, cả đội chỉ có 4 người, phân 4 góc thôi. Còn tất cả là vài vào rào trong lên nước mô cho em chưa. Thầy có thổi cả nghe tiếng còi của thầy nhá, để cho nó yên chuyện. Thầy tè là chúng con nhảy, tít là đi nhá. Chưa được rồi. Thôi bây giờ chúng con hô đi. Hô cho dễ hơn, 4 người hô phát. 4 người này đi nổi. Sẵn sàng đi. Lên. Sắp tới rồi, lên. Vô.
đường xa, vô ta ok hết chưa? Đây ơi, cái mấy đứa nhỏ cổ vũ cho đội mình đi. Không, đồng nào cũng được hết. Và bên cạnh đó thì mẹ con Cám đang súng xính trong các bộ đồ. À, mẹ con Cám đang lựa đồ, trời đất ơi. Bà Cám kia nhìn thấy ghê quá bà ơi. Đây, đây có bà Cám nè. Đúng chất bà Cám luôn. Mẹ con nhà Cám đang súng xính lựa đồ, đúng không? Còn bên này cô Tấm đang ngồi khóc nhờ các chú chim để có thể lựa giúp cho mình những... đầu ra đầu, xanh ra đầu xanh, đầu đỏ ra đầu đỏ. Mẹ hỏi tiền là con gì? Không giống. Chị thấy có giống không kìa? Không có giống. Ồ, không giống cái nào, con này giống quá. Rồi, con này là con giống mèo. Rồi, chị thấy có giống kìa. À, giống mèo thì giống mèo. Giống mèo. Rồi, còn lại chúng ta từng người nha. Rồi, một lần luôn mẹ cha, giống xếp. Rồi, con hỏi tiền là con gì? Đấu chứ. Đấu chứ. Rồi. Em hai miền chưa một điểm. Đẹp nhất luôn. Cái này thôi là sao thật là đẹp lắm. Và đó là chúng ta sẽ di chuyển tay. Cái tay đầu tiên đó là chỗ của chị đã chịu quá. Cái này.
Sao lại bốn người rồi?